Đấng Pháp Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài. Quy tròn một niệm dưng sanh nghiệm ba kỳ, cùng tam tháng ân kiếm công cung tầng. Phận chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Nơi để cho vị đạo trà tôn pháp hiền thanh tăng thường trụ tam bảo. Chí tăng đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật đại trí văn thù sư lời Bồ Tát đại hạnh vô hiền Bồ Tát. Hồ Pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hội thường Phật đảnh lễ nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Kim lư vừa bén chiên đàn, khắp sông pháp giới đạo tràng mười phương, hiện thần mây bao kiên tường. Chư Phật rõ biết ngọn hương chi thiền, pháp thân toàn thân tiền chứng minh Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếp tìm cầu.
nay con nghe thấy chuyên trì tụng nguyện có Như Lai nghĩa nhiệm màu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Phật nói kinh A Di Đà, con nghe như vậy. Một thuở nọ đứng Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ Cấm Cô Độc nữa xa về, cùng với 1250 vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là bậc A La Hán, mọi người đều quen biết Như Lai. Trưởng lão Xa Lợi Phất Đại Mùng Kiền Liên Đại Ca Diếp Ma Ca Chiên Viên Ma Câu Vi La Địa Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Già Nan Đà. A Nan Đà La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lư Phá La Đọa Ca Lưu Đà Di Ma Kiếp Ma Tân Na Bàn Câu La Nâu Lầu Đà. Những vị đại đệ tử như thế và đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Dần Đa Bồ Tát Càng Đa Đề Bồ Tát Thường Tinh Tấn Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàn Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ đứng Phật báo ngài Trưởng lão Xa Lợi Phất rằng từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi phần có thế giới tên là Cần Lãng. Trong thế giới đó có đứng Phật hiệu là Di Đà. Hiện nay đương nói pháp Xa Lợi Phất cõi đó vì sao tên là Cần Lãng? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ chi hướng những điều vui nên nước đó tên là Cần Lãng Xa Lợi Phất. Lại trong cõi Cần Lãng có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mảnh lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cần Lãng Xa Lợi Phất. Lại trong cõi Cần Lãng có ao bằng bảy chất bao, trong ao đầy dãy nước đổ tám công đứng đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đâm. Vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở bốn bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều hiếm sức bằng vàng. Bạc lưu ly pha lê xa từ xích châu mà não. Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh. Sáng vàng tài ánh sáng vàng xanh đỏ.
Xa lời phân coi nương cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân lại trong coi nương của Đức Phật đó thường trôi nhan trời. Đứng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời dưới hoa trời mang Đà La chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn. Đêm cúng dường mười muôn ân đứng vân ở phương khác đến giờ ăn liền trở về bốn quân ăn cơm xong đi. Lời phân coi nương cần làm thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy lại nữa. Xa lời phân coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp là thường nào chim bành hàng không cứ anh và xa lời ca lăng tận và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thanh đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xâm thải đều niệm phật niệm pháp niệm tăng xa lời phân ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ. Xa lời phân cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có. Huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời phân trong còi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diều. Thế như trăm nghìn tư nhà đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân nơi ông nghĩ sao Đức Phật đó vì sao hiểu là A Di Đà. Xa lời phân Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt tan cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại. Vì thế nên hiểu là A Di Đà. Xa lời phân đứng phần đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếm nên hiểu là A Di Đà. Xa lời phân đứng Phật A Di Đà thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm. Xa lời phân lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đệ tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tin đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xa lời phân coi nước của Đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân lại trong coi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi. Chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất
đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên tăng kỳ để nói thôi xa lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây. Nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi mồm chỗ xa lời vẫn chẳng có thể dùng chút ít tiền căn phương đơn nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Xa lời phân nếu có thiền nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung Đức Phật A Di Đà cùng hàng thân chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời phân ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng làng. Xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức lời ân chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà. Phương đông cùng có Đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghề công đức. Nhưng thế chư Phật xa hộ niệm này xa lời phân thế giới phương nam có Đức Nhật Nguyệt Đăng Phật Danh Văn Quang Văn Đại Diệm Kiên Phật Tu Di Đăng Phật Vô Lượng Tinh Tấn Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng cả tư nghề công đức. Những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có Đức Vô Lượng Thọ Phật Vô Lượng Tướng Phật Vô Lượng Tràng Phật Đại Quang Phật Đại Minh Phật Bưu Tướng Phật Tịnh Quang Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng cả tư nghị công đức. Những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới vương băng có đứng diện kiến Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật bóng minh Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế
đều ở tại nước mình hiện ra thương lưỡi rộng dài trầm mà khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh rằng tam bất khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật xa hộ niệm này xa lời phân thế giới phương dưới có đứng sư tử phần danh văn phần danh quang phần đảng má phần phám trang phần trì pháp phần hằng hà xa cho những đức phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính tình xưng tan bất cả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật xa hộ niệm này xa lời phân thế giới phương trên có đấng phạm âm phần tu vương phần hương thường phần hương quang phần đại diệm kiên phần tạm sanh bửu hoa nghiêm thân phần ta la thọ vương phần bảo hoa đứng phần kiên nhưng thiên nghĩa phần như tu di sơn phần hằng hà xa cho những đứng phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán băng cả tư nghị công đức. Những thiên chư Phật xa hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào? Vì sao tên là kinh những thiết chư Phật xa hộ niệm xa lời phân? Vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đấng phân thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức phân hồ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Trả lời phân cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của ta đứng phân nói xa lời phân. Nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Đà thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời phẩm cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đấng và các đấng Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu. Có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừa phiền não trừa chúng sanh trừa mạng trừa trúng mà ngài chứng được ngôi vô thường chánh đẳng chánh giác. Ngài vì ta chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này xa lời phần phải biết rằng ta ở trong đời an ngũ trường
thân hành việc khó này tặng thành bậc vô thượng chánh giác và vì tăng ca thế gian nói kinh pháp khó tin này đó là đấng có đức phần nói kinh này rồi ngài xa lời phân cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người á tu la vân vân nghe lời của đức phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ phật mà lui ra bồ khí tăng kinh tăng trí huệ thanh tinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần lào là một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà bận tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng có bài đích đăng hàng bồ tát chân quan tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không nay sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tưởng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sanh tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ uẩn âm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rỗng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mê tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hên chi vẫn không có thân gì già chết hôn chi là hên chết già sao à tư đế cũng chẳng có nào không chi là chi có nào đắng chi do vô sở đắc ly tất cả nhân pháp kia đều xả nhi không mấy vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố tận xa lìa mộng tưởng đảo điên âm không rộn ráo chư duyên niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế phật y đàn tán nhã đáo bồ đề chứng quả chánh chân cho hay mang nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thì thần chú linh chỉ đại lực cần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng ngoài linh ấy chú vô đẳng thân thịnh ngoài thần trừ tất cả nguyên nhân các khổ thức tình lòng giác ngộ vô sư tiếng nhiên chân thiền bấn hư an làm thần chú chân như thuyết rằng Bồ
tăng hiền đế bồ đề tăng ba hàng thân phận về tội chân luôn li ba đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni ha ra đế thì lệ nê đế ma và đế chân lăng càng đế ta ba ni ba đi ba đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni ha ra đế thì lệ nê đế ma và đế chân lăng càng đế ta ba ni ba đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế thì lệ nê đế ma và đế chân lăng càng đế ta ba đại từ đại bi thường chúng sinh đại đại xa cứ muôn loài tương tố choi sáng từ trang nghiêm đệ từ chí tâm quy mạng lễ nam mô Như Lai ưng cung chánh biến tri minh hạnh tùng thiền thế thế gian giải vô thường trì điều ngự trưởng phố thiên nhân sư phật thế tôn nam mô đa báo Như Lai nam mô bảo thân Như Lai nam mô diệu sẵn thân Như Lai nam mô quảng bá thân Như Lai nam mô ly bố quý Như Lai nam mô cam lộ vương Như nam mô thầm phương thường trú tam bảo nam mô thầm phương thường trú tam bảo nam mô thầm phương thường trú tam bảo đệ tử hôm nay quỳ trương điện chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn dồn trôi lăn mãi trong vòng lụng đạo anh Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo mà con còn đắm đuối mê say mắt ngựa xem huyền cảnh hằng ngày tai thính tiếng mẫn đường vua đình mùi quen ơi mùi thơm bất tịnh lưỡi dền theo lắm chuyện gây go thân ham dùng găm vóc xe xua ý mơ tưởng bao la vũ trụ bởi lòng dục lòng tham không đủ lắp che lần trí huệ từ lâu hôm nay mong chẳng ngộ hồi đầu tâm sám hối phơi bày tỏ rõ nguyện tội ác từ nay dừng bỏ chuyện xấu căn ra khói lầm mê trước đài sen thành kính hướng về tình tam động quy tam bảo phần giới căn chuyên trì chú đạo nhưng tận cùng công lễ vô minh chi phàm phu tự lực khó thành cầu đại giác từ bi gia hộ dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh con giống lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tiền đến bưu thành đàn tử gian giác tha viên mãn nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
phung tụng công đức thù thân hạnh vô biên thân phước giai hồi hướng vô quyền pháp giới chư chúng sanh công văn vô lượng quang phần sáng nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ chân minh liệu vô nguyện tội chương tất tiêu trừ thế thế thương hạnh bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ trung tư phẩm liên phần ngộ vô sanh phân thôi bồ tát vi bàn lỡ nguyện di thử công đức phổ cầm những thế ngã đẳng giữa chúng sanh giai công thành phật đạo tự quy chung sanh